đi ra sau nhá. Rồi, ngồi sau đây thì em ra. Hả? Sao không xuống? Cừ này. Đấy, cừ đấy. Hả? Dê. Sao em không xuống? Anh đang về quê à? Trước đây nhìn thấy nhỉ? Cứ ngơ theo à? Em không chịu em thăm anh gì cả. Đi chứng chỉ ở đâu? Đang về về đâu chứ? À ok. Hôm nào rảnh về Hà Nội làm chơi với anh luôn. Nhá nhá. Nếu nào lên đánh điện là một mình lên nhắn tin nhá. Nhá. Làm bác.